Kính chào quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, một số thói quen trong sinh hoạt hàng ngày ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của mái tóc. Dầu gội bằng nước quá nóng, chọn sai dầu gội, thường xuyên căng thẳng là những nguyên nhân phổ biến khiến tóc bạn rụng nhiều và mỏng đi. Thông tin được tổng hợp từ trang Sức khỏe và Đời sống của Bộ Y tế. Thường xuyên căng thẳng. Căng thẳng là nguyên nhân số 1 dẫn đến việc rụng tóc, hiện tượng rụng tóc do stress có tên là rụng tóc tạm thời. Ngoài ra, nếu cơ thể gặp phải một số vấn đề về thể chất cũng khiến tóc ngừng phát triển và rụng nhiều hơn. Để hạn chế tình trạng rụng tóc, bạn cần cố gắng giảm bớt áp lực, tránh căng thẳng trong công việc và cuộc sống để giúp mái tóc đẹp và khỏe mạnh hơn. Chọn sai dầu gội. Loại dầu gội bạn sử dụng hàng ngày có thể là nguyên nhân bạn không ngờ tới khiến mái tóc bị mỏng đi. Nhiều người có suy nghĩ mua dầu gội theo giá tiền hoặc theo những thông tin quảng cáo mà không thực sự tìm hiểu thành phần và công dụng của từng thành phần. Rất nhiều người thường chọn những loại dầu có chất tẩy mạnh vì không thích cảm giác tóc bẩn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, tóc tuy là chất sừng cứng nhưng muốn nó bóng khỏe, mượt mà, bạn cũng cần phải chăm sóc một cách đều đặn và lựa chọn loại dầu có độ pH phù hợp là điều cần thiết. Vì vậy, trước khi mua bất kỳ loại dầu gội nào, bạn cần tìm hiểu rõ về chất tóc của bản thân cũng như các thành phần trong sản phẩm chăm sóc tóc để tìm được loại dầu gội phù hợp nhất. Chế độ dinh dưỡng không phù hợp. Việc ăn uống dư thừa hay thiếu hụt những vitamin và khoáng chất cần thiết có thể gây nên tình trạng rụng tóc. Bạn cần tuân thủ một chế độ dinh dưỡng cân bằng dựa vào tháp dinh dưỡng để có thể có mái tóc chắc khỏe. Bên cạnh đó, bạn có thể thường xuyên bổ sung thêm một số thực phẩm như chuối, các sản phẩm từ sữa, các loại cá, cà rốt để có thể có một mái tóc đẹp từ trong ra ngoài. Thay đổi kiểu tóc thường xuyên. Thay đổi kiểu tóc thường xuyên là một nhu cầu làm đẹp chính đáng, nhưng điều này sẽ khiến mái tóc của bạn khóc thét. Bởi khi sử dụng các hóa chất lên tóc sẽ phá vỡ liên kết sừng, khiến tóc bị yếu đi, từ đó khiến tóc rụng nhiều hơn. Thời gian ít nhất giữa hai lần bạn có thể thay đổi màu tóc hoặc kiểu tóc là 6 tháng. Đây là thời gian phù hợp để tóc có thể tự phục hồi khỏi hư tổn do hóa chất làm đầu gây nên. Lạm dụng máy sấy tóc. Máy sấy tóc hiện nay trở thành một thiết bị tiện dụng nhất là những lúc cần tóc khô nhanh. Tuy nhiên, nếu bạn bật nhiệt độ nóng thì sợi tóc, chân tóc lẫn da đầu đều bị tổn thương. Hậu quả là tóc sẽ bị rụng rất nhiều. Khi bạn quá lạm dụng máy sấy tóc, mái tóc sẽ bị yếu và mỏng đi và khó mọc lại như cũ. Để sử dụng máy sấy tóc hiệu quả, bạn chỉ nên sấy khô tóc khoảng 90% và để tóc khô tự nhiên. Cách làm này sẽ giúp cho tóc vẫn khô, không bị dầu và vẫn không làm tổn thương tóc. Lau tóc sai cách. Lau tóc sai cách cũng là một trong những nguyên nhân khiến tóc gãy rụng. Đa số chúng ta đều sử dụng một chiếc khăn bất kỳ để lấy hết nước trên tóc sau khi gội đầu bằng cách chà sát mạnh, xoắn tóc và cố định chặt để nước trên tóc thấm vào khăn. Tuy nhiên, đây lại là một trong những thói quen cực kỳ xấu làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mái tóc. Việc chà sát mạnh bằng khăn hoặc cuộn tóc thật chặt lên đỉnh đầu sau khi gội khiến chân tóc chịu nhiều áp lực, sợi tóc trở nên yếu, mảnh hơn, lâu dần sẽ gây ra hiện tượng rụng tóc vô số. Cách tốt nhất là bạn dùng một chiếc khăn cốt tông có chất liệu mềm và thấm hút tốt, chấm lên tóc để lấy đi lượng nước thừa một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.